Chào các bạn, hôm nay nhà mình làm chè Thái nha các bạn. Thì gồm có nhãn á, thì mình xài nhãn đóng hộp hoặc là nhãn tươi cũng được nha các bạn. Hai thứ. Nhãn đóng hộp thì đây nè, cái hộp nhãn đóng hộp nè, mình mở ra nó như vậy nè các bạn. Nó cũng nhìn cũng ngon lắm. Còn cái này là dừa nước, thật dừa nha các bạn. Thật dừa đây, cái này thật dừa nè. Còn cái lon này là dừa nước nha các bạn. Đấy, dừa nước của mình ở đây nè các bạn. Thì đóng hộp thì những cái mà đóng trong hộp vậy thì khi mua về thì các bạn mở ra, các bạn đổ ra rửa sạch nha các bạn. Rửa sạch tại vì cái nước trong đây là nước đường không à. Người ta ngâm để bảo quản thì mình bỏ hết cái nước đi. Rồi mình rửa sạch đi, mình như mình là mình rửa hai nước đó các bạn. Ra nước nó sạch nước đường nhưng mà cái miếng này nó cũng đã ngấm đường trong đây này nè. Đó. Mình không có lấy nước đường, mình bỏ hết. Mình ăn cái miếng này nó cũng ngọt rồi, kiểu nó ngấm ở đây, mình rửa sạch hai nước nha các bạn. Rồi những miếng to như mình sẽ cắt nhỏ ra. Nhãn cũng vậy, nhãn mình cũng rửa sạch rồi mình cắt làm đôi đi. Hoặc là mình dùng nhãn tươi là như vậy nha các bạn. Này mình mua nhãn của Florida đó, cũng ăn thơm ngon lắm. Với gồm có, nếu mà các bạn có mít thì cho mít, hôm nay mình không có mít. Mình có sầu riêng nha, mình có 3 muối sầu riêng. Mình có mua sầu riêng đông lạnh, sầu riêng ở Thái Lan đông lạnh, nhưng mà hôm qua cái trái nó ngon lắm. Mình có sữa nữa, cái này sữa tươi thì các bạn dùng sữa tươi nào cũng được nha. Rồi có sữa whipping cream, sữa béo nữa đó. Thì mình dùng cái mát coffee này, sữa béo này nè. Thì các bạn có sữa tươi, sữa nào cũng được, sữa đỏ hay sữa xanh gì cũng được. Còn cái whipping cream thì nó cũng có nhiều loại lắm. Thì mình hôm nay nhà mình sử dụng cái này. Thì mình những cái thứ này mình cắt nhỏ ra thôi, rồi mình mix lại với nhau, rồi mình đổ hai cái thứ sữa này vô, vậy thôi là xong đó. Nếu mà các bạn muốn sườn cái sữa của almond nó cũng thơm, ăn cũng ngon. Thì là mình cho mình mix vô một ly nha các bạn. Bây giờ những cái này mình sẽ cắt nhỏ ra nha các bạn. Cắt cho bằng khoảng miếng thật dừa. Cái này là dừa nước đó các bạn. Cái nào già thì nó cứng, còn cái nào non thì nó cũng mềm. Thì mình nhãn tươi các bạn, thì mình lột ra như vậy này, xong mình cắt ra đôi. Mình cũng ăn nửa thôi, rồi còn giữa mình bỏ hộp đi nha các bạn. Còn nhãn đóng hộp thì nó lấy sẵn cho mình rồi, mình cắt làm đôi thôi. Mình thích ăn đồ tươi hơn, không có thích ăn đồ hộp. Các bạn có mít cho mít vui đó nha. Rồi mình sẽ có rau câu nữa các bạn. Mình sẽ làm rau câu này rồi mình cho vô ăn ngon lắm. Rau câu bên đần là rau câu lá dứa.
Nếu mà cho chè Thái thì mình cho những thứ ngọt nha các bạn, đừng có cho thứ chua, mình đừng có cho xoài với cái đồ chua nó không có hợp. Mình sử dụng pandan pudding nha các bạn, 10 lá dứa. Nếu các bạn có rau câu cho vô cũng được. Giờ mình đi làm cái rau câu các bạn nhé. Cái rau câu này thì người ta nói mình sẽ đổ vô đây là mình đổ ra cái khay này nè, đổ vô đây là 600ml nước nóng. Nhưng mà theo như mình hay làm thì mình chỉ để 400 thôi các bạn, thì ăn nó ngon, nó cứng cứng mà nó không có mềm. Nước mình mới đun sôi nè, mình đổ vô đây xong mình lấy cái thìa mình quậy đều lên, khi mình để nó nóng mà để cho nó đông lại á. Chứ mình đừng có đổ 600, 600 ăn nó ấy lắm, ăn nó mềm lắm mà nó không có thơm. Mình chỉ đổ 400 thôi là khi cái rau này, rau câu này nó đông lại là mình ăn rất là thơm mà ngon đó. Cái thạch rau câu này sau khi mình để tủ lạnh nửa tiếng các bạn, bây giờ mình cắt ra nhé. Mình để trong đây mình cắt luôn, nó đông lại đây này. Mình cũng cắt miếng vừa ăn thôi, đừng có nhỏ quá. Sầu riêng thì mình bỏ hộp, cái mình đánh nhuyễn ra. Cho hai loại sữa các bạn. Mình sẽ cho hai loại sữa nha các bạn. Cái này là rim nè, whipping cream á. Hoặc là các bạn mix trộn các loại với nhau vào một cái tô hay một cái thố, xong rồi các bạn đổ sữa
vô, rồi đến khi nào mình ăn thì mình cho đá vô rồi mình múc vào từng ly một cũng được các bạn. Bây giờ mình trộn tất cả lại với nhau nha. Cái này thì mình khi mình sử dụng có thể sử dụng được với mít nhé, với tất cả các loại đồ hộp, nhưng mà cái nào có vị ngọt đó đừng có bị chua, nếu mà mình làm cho bị chua vô ăn nó ngang lắm. Đó, giờ mình đổ sữa vô sẵn đây đi, rồi khi nào ai ăn thì ta múc ra rồi cho đá vô đây các bạn. Mình đổ hai loại sữa nhé, một sữa thường với một sữa rim á, nó có chất rim mà ăn nó béo. Sau đó cho mình cho sầu riêng nữa. Chè Thái là phải có sầu riêng nha các bạn, thì nó mới đúng là gọi là chè Thái. Nhìn hấp dẫn nè. Và đây là món chè Thái nha các bạn. Thì trong đây nó sẽ gồm thạch dừa nè, rồi củ dừa, nước, rau câu, nhãn, sầu riêng. Các bạn có mít thì cho mít nữa nha. Đó. Rồi, sữa whipping cream, sữa béo nữa các bạn. Món này ăn rất là ngon các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn một ngày vui. Bye bye.